Lại nữa, thiện hiện, Đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa nương vào bản tánh không dạy bảo trao truyền cho các loài hữu tình, khiến siêng năng tinh tấn. Nói thế này, này thiện nam tử, đối với thiện pháp ngươi phải siêng năng tinh tấn. Nếu khi tu bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lợi bát nhã ba la mật đa, thì đối với các pháp này chớ tư duy hai tướng và chẳng hai tướng. Nếu khi tu bốn tịnh lợi, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, thì đối với các pháp này chớ tư duy hai tướng và chẳng hai tướng. Nếu khi tu bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, thì đối với các pháp này chớ tư duy hai tướng và chẳng hai tướng. Nếu khi tu pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện, thì đối với các pháp này chớ tư duy hai tướng và chẳng hai tướng. Nếu khi an trụ pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tàn mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, thì đối với các pháp này chớ tư duy hai tướng và chẳng hai tướng. Nếu khi an trụ chân như pháp giới pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì, thì đối với các pháp này chớ tư duy hai tướng và chẳng hai tướng. Nếu khi an trụ thánh đế khổ tập diệt đạo, thì đối với các pháp này chớ tư duy hai tướng và chẳng hai tướng. Nếu khi tu tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, thì đối với các pháp này chớ tư duy hai tướng và chẳng hai tướng. Nếu khi tu tất cả pháp môn Đà La Ni, tất cả pháp môn Tam Ma Địa, thì đối với các pháp này chớ tư duy hai tướng và chẳng hai tướng. Nếu khi tu bậc cực hỷ, bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệp tuệ, bậc cực nan thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tuệ, bậc pháp vân, thì đối với các pháp này chớ tư duy hai tướng và chẳng hai tướng. Nếu khi tu năm loại mắt, sáu phép thần thông, thì đối với các pháp này chớ tư duy hai tướng và chẳng hai tướng. Nếu khi tu 10 lực Phật, 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng, thì đối với các pháp này chớ tư duy hai tướng và chẳng hai tướng. Nếu khi tu Đại Từ, Đại Bi, Đại Hỷ, Đại Xả, thì đối với các pháp này chớ tư duy hai tướng và chẳng hai tướng. Nếu khi tu 32 tướng đại sĩ, 80 vẻ đẹp phụ thuộc, thì đối với các pháp này chớ tư duy hai tướng và chẳng hai tướng. Nếu hút khi tu pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả, thì đối với các pháp này, chớ tư duy hai tướng và chẳng hai tướng. Nếu khi tu trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, thì đối với các pháp này, chớ tư duy hai tướng và chẳng hai tướng. Nếu khi tu tất cả pháp Phật khác, thì đối với các pháp này, chớ tư duy hai tướng và chẳng hai tướng. Vì sao? Này thiện nam tử, vì các pháp như thế đều bản tánh không, lý của bản tánh không chẳng nên tư duy hai hay chẳng hai. Này thiện hiện, như thế Đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa phương tiện thiện xảo hành hạnh Bồ Tát thành thục hữu tình. Các loài hữu tình đã thành thục rồi thì theo căn cơ của chúng lần lượt an lập, hoặc khiến trụ quả dự lưu, hoặc khiến trụ quả nhất lai, hoặc khiến trụ quả bất hoàn, hoặc khiến trụ quả A La Hán, hoặc khiến trụ quả vị độc giác, hoặc khiến trụ bậc Đại Bồ Tát, hoặc khiến trụ quả vị giác ngộ cao tột. Lại nữa, thiện hiện, các Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, từ khi sơ phát tâm thành tựu phương tiện thiện xảo như thế, do sức phương tiện thiện xảo này thấy các hữu tình tâm nhiều loạn động, đối với các cảnh dục chẳng có thể tĩnh lặng, nên phương tiện khiến nhập Tam Ma Địa thù thắng, bảo họ thế này: hãy đến đây thiện nam tử, ngươi nên tu tập Tam Ma Địa thủ thắng, chớ khỏi tán loạn và tưởng đẳng trì. Vì sao? Này thiện nam tử, vì tất cả pháp ấy đều bản tánh không, trong bản tánh không không có pháp có thể nắm bắt, có thể gọi là tán loạn hoặc gọi là nhất tâm. Nếu các ngươi có thể an trụ định thủ thắng này, thì việc thiện mà mình làm đều mau thành tựu mỹ mãn.
cũng tùy theo ý muốn an trụ bản tánh không. Thế nào gọi là việc thiện mà mình làm? Đó là khởi nghiệp thân ngữ ý thanh tịnh thủ thắng, hoặc tu bố thí tịnh giới an nhẫn, tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa, hoặc tu bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, hoặc tu pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện, hoặc an trụ pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, hoặc an trụ chân như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghị. Hoặc an trụ thánh đế khổ tập diệt đạo, hoặc tu bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, hoặc tu tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, hoặc tu tất cả pháp môn đà la ni, pháp môn tam ma địa, hoặc hướng đến chánh tánh ly sanh của Bồ Tát, hoặc tu địa đại Bồ Tát, hoặc tu năm loại mắt, sáu phép thần thông, hoặc tu mười lực Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng, hoặc tu đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, hoặc tu 32 tướng đại sĩ, 80 vẻ đẹp phụ thuộc, hoặc tu pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả, hoặc tu trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, hoặc tu đạo thanh văn, đạo độc giác, đạo Bồ Tát, đạo Như Lai, hoặc tu quả dự lưu, quả nhất lai, quả bất hoàn, quả A-La-Hán, quả vị độc giác, và quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật, hoặc thành thục hữu tình, hoặc nghiêm tịnh cõi Phật, tất cả thiện pháp thanh tịnh thủ thắng như thế, do định lực thủ thắng đều mau thành tựu, và tùy theo sở nguyện, an trụ bản tánh không. Này thiện hiện như thế, đại Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa phương tiện thiện xào. Vì muốn làm lợi ích các hữu tình nên từ khi mới phát tâm, cho đến cứu cánh, cầu làm việc thiện lợi thường không gián đoạn. Vì muốn lợi ích cho các hữu tình nên từ cõi Phật này đến cõi Phật khác, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen chư Phật Thế Tôn ở chỗ các đức Phật, nghe thọ chánh pháp, bỏ thân thọ thân, trải vô lượng kiếp cho đến đắc quả vị giác ngộ cao tột, ở khoảng trung gian chẳng bao giờ quên mất. Này thiện hiện, các Bồ Tát ấy đắc Đà La Ni, căn thân ngữ ý thường không thoái giảm. Vì sao? Vì đại Bồ Tát ấy luôn luôn khéo tu đầy đủ trí nhất thiết trí, nên có làm việc gì thường khéo tư duy, do khéo léo tu tập đầy đủ trí nhất thiết trí nên làm việc gì cũng thường khéo tư duy. Đối với tất cả đạo đều có thể tu tập, đó là đạo thanh văn, hoặc đạo độc giác, hoặc đạo Bồ Tát, hoặc đạo Như Lai, hoặc đạo thắng thiên, hoặc đạo thắng nhân, hoặc đạo thần thông thù thắng của các Bồ Tát. Các đại Bồ Tát do đạo thần thông thù thắng này thường làm lợi ích, từng không thối thất. Đại Bồ Tát ấy an trụ thần thông dị thục thù thắng này, thường làm việc lợi lạc thù thắng cho hữu tình. Tuy trải qua sanh tử luân hồi trong các thú, nhưng thần thông thù thắng này thường không thối giảm. Này thiện hiện như thế, các đại Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa an trụ bản tánh không, phương tiện thiện xảo có thể khéo léo làm lợi lạc cho các loài hữu tình. Lại nữa thiện hiện, các đại Bồ Tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa từ khi mới phát tâm đã thành tựu phương tiện thiện xảo như thế, do sức phương tiện thiện xảo này, an trụ bản tánh không, thấy các hữu tình trí tuệ bạc mỏng, ngu si điên đảo, tạo các nghiệp ác nên phương tiện dẫn vào của trí tuệ thủ thắng. Nói thế này, này thiện nam tử, nên tu bát nhã ba la mật đa, quán tất cả pháp bản tánh không tịch. Nếu các ngươi thường tu bát nhã này, quán tất cả pháp bản tánh đều không, các việc tu hành về nghiệp thân ngữ ý đều hướng đến niết bàn, đắc quả niết bàn, quyết dùng niết bàn mà tạo dựng đời sau. Các thiện nam tử, tất cả pháp ấy đều bản tánh không, trong bản tánh không hữu tình và pháp tuy chẳng thể nắm bắt được, nhưng việc tu hành cũng không thối thất. Vì sao? Này thiện nam tử, vì trong bản tánh không không có pháp tăng giảm, không có người tăng giảm,
Vì sao? Vì lý của bản tánh không chẳng phải có tự tánh, chẳng phải không có tự tánh, lìa các phân biệt, dứt các ý luận. Cho nên, ở trong đó không tăng không giảm, do đó các việc làm không bao giờ mất. Vì vậy, các ngươi phải tu Bát Nhã Ba La Mật Đa quán bản tánh không, làm việc nên làm. Này thiện hiện, như thế các đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa phương tiện thiện xảo, dạy bảo trao truyền cho các loài hữu tình, khiến tu Bát Nhã Ba La Mật Đa quán bản tánh không tu các thiện nghiệp. Này thiện hiện, đại Bồ Tát ấy dạy bảo trao truyền cho hữu tình như thế, tu các thiện nghiệp thường không lười bỏ, đó là thường tự hành 10 nghiệp đạo thiện,